Cô bác anh chị có biết viêm tuyến tiền liệt là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở nam giới sau tuổi 40 không? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt. Hãy xem hết để bảo vệ sức khỏe của bạn. Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng phổ biến khiến tuyến tiền liệt của quý ông bị sưng và đau. Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nằm ở bên dưới bàng quang, ở phía trước trực tràng, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sinh sản nam giới. Viêm tuyến tiền liệt có thể là tạm thời hoặc kéo dài mãn tính và có thể gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường không nghiêm trọng. Các loại viêm tuyến tiền liệt. Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn. Đây là tình trạng viêm nghiêm trọng do vi khuẩn xâm nhập vào tuyến tiền liệt từ đường tiết niệu. Triệu chứng bao gồm sốt cao, đau dữ dội và khó tiểu. Viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn. Dạng nhiễm trùng do vi khuẩn kéo dài, có thể nhẹ hơn và thường xảy ra nếu quý ông đã từng bị viêm tuyến tiền liệt cấp tính. Hội chứng đau ở vùng chậu mãn tính, loại phổ biến nhất, không do vi khuẩn gây ra, có liên quan đến các yếu tố như hóa chất trong nước tiểu, tổn thương thần kinh và căng thẳng. Cuối cùng, viêm tuyến tiền liệt không triệu chứng. Tuyến tiền liệt bị viêm nhưng không có các triệu chứng rõ ràng, chỉ được phát hiện qua các xét nghiệm. Nguyên nhân gây viêm tuyến tiền liệt. Viêm tuyến tiền liệt có nhiều nguyên nhân khác nhau tùy thuộc vào loại. Nhiễm trùng vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến nhất, đặc biệt là trong viêm tuyến tiền liệt cấp tính và mãn tính do vi khuẩn. Nhiễm trùng vi khuẩn. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào tuyến tiền liệt từ đường tiết niệu dẫn đến viêm nhiễm. Các nguyên nhân khác ngoài vi khuẩn, các yếu tố như căng thẳng, chấn thương vùng chậu, sử dụng ống thông tiểu và các tình trạng tự miễn cũng có thể góp phần gây viêm tuyến tiền liệt. Người có tiền sử nhiễm trùng đường tiết niệu, sử dụng ống thông tiểu, bị chấn thương vùng chậu hoặc trên 50 tuổi có nguy cơ cao bị viêm tuyến tiền liệt. Các triệu chứng của viêm tuyến tiền liệt bao gồm đau bụng ở dưới, tiểu khó, đau khi xuất tinh và cảm giác mệt mỏi. Phân loại triệu chứng: viêm cấp tính do vi khuẩn gây đau dữ dội, sốt cao, khó tiểu, nước tiểu đục, đau quanh gốc dương vật và sau bìu. Viêm mãn tính do vi khuẩn, triệu chứng nhẹ hơn, có thể là kéo dài trong nhiều tháng với tiểu đau, đau khi xuất tinh và đau ở bộ phận dinh dục hoặc bụng dưới. Hội chứng đau vùng chậu mãn tính gây kéo dài thời gian 3 tháng ở dương vật, bìu, đáy chậu hoặc bụng dưới. Viêm không triệu chứng, tuyến tiền liệt bị viêm nhưng không có triệu chứng, chỉ phát hiện qua các xét nghiệm. Cách phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt: lối sống lành mạnh, duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối và tập thể dục đều đặn, tránh thức ăn cay, caffeine và rượu, hãy uống nhiều nước, giảm căng thẳng và nghỉ ngơi đủ là các biện pháp phòng ngừa quan trọng. Tập yoga hoặc thiền có thể giúp giảm căng thẳng. Thứ ba, khuyến khích khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt. Cuối cùng, giữ vệ sinh cơ quan sinh dục và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tránh quan hệ tình dục không an toàn để giảm nguy cơ lây nhiễm. Chúng ta đã tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt. Đây là những thông tin quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn. Hãy chia sẻ video này với quý ông, bạn bè và người thân để cùng nhau phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt và bảo vệ sức khỏe nam giới. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dinh Dưỡng Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.